Xin chào tất cả các bạn đến với Con Tôm Channel. Hôm nay mình sẽ trên tay mô hình Luffy Gear 4 Snakeman XXL. Rồi, sau đây là cái vỏ hộp của nó. Đấy, đằng sau có chữ tây, chữ tàu, đây là chữ nhật. Chữ nhật thôi, nhưng mà con này nó cũng không phải là hàng real đâu, nó cũng là kiểu như là hàng fake loại 1 ấy. Rồi mình sẽ mở hộp luôn cho anh em được xem luôn. Như thường lệ, đó là cái hộp và một cái chống sốc trong suốt. Sẽ là đây. Rồi, vẫn như thường lệ, tiếp theo thì là mình sẽ rạch cái ni lông, cái băng dính của nó thôi. Mình sẽ bỏ cái vật ra. Rồi đây. Ôi, nhiều ni lông ghê, dính chặt ghê. Mấy cái này nó tác dụng của nó không phải là không có đâu. Nó tác dụng của nó là để tránh chống xước cho nhân vật này. Đây, nhân vật chính đây. Luffy đây, hóa trao này. Mình sẽ đặt sau bên. Linh kiện thứ hai đó chính là cái nắm đấm. Nắm đấm cực to. Siêu to khổng lồ. Đây, nắm đấm màu đỏ. Mình sẽ đặt sau bên. Tiếp tới, đây là cái tay trái. À đúng rồi, tay trái. Nó cũng được quấn ni lông rất là cẩn thận. Đấy. Như Lai thần trưởng. Luffy cũng có Như Lai thần trưởng này. Rồi, khi mở hộp ra thì em này nó có 3 bộ phận như này đây. Cái tay phải này, cái tay phải mình sẽ gắn. À đây là tay trái, mình cứ nhầm. Rồi. Đây, trái gắn vào đây. Rồi, đã xong. Bên này là cái tay phải. Cái tay phải này nhìn to này thôi, nhưng mà bên trong nó rỗng. Anh em gõ thì có thể nghe tiếng cục ở bên trong nó rỗng. Nếu mà đương nhiên nó phải làm rỗng rồi, nếu nó làm đặc thì cái tay nó nặng lắm, làm sao mà gắn được lên đây, đúng không? Rồi, mình sẽ gắn lại. Rồi. Con này nó cũng rất là đơn giản, nó chỉ cần là gắn hai cái tay hai bên thôi. Như vậy là thành phẩm rồi. Quá đơn giản luôn. Cái dưới đế này nó có cái chữ Luffy. Cái đế này thì người ta gắn sẵn cho mình luôn, nên là mình không cần phải gắn như những cái sản phẩm mô hình trước mà mình đã mở hộp. Đây, có cái mũ rơm này, mũ rơm của xanh tặng cho này. Đấy, đây là đằng sau và mình bây giờ sẽ quay ra một vòng cho anh em xem. Khi thành phẩm này thì cái sản phẩm này nó đẹp như thế nào. Rồi, đến với chi tiết cụ thể của em này. Đây là nét mặt của nó này. Luffy lúc giận dữ này, lúc tụ chiêu gì đấy, mình chưa đọc đến đoạn này đâu, nên là mình chưa rõ lắm. Còn đây là cái mũ rơm của nó. Tất cả mấy cái này đều làm bằng nhựa PVC nhá, nhựa dẻo này. Đây. Cái mũ này, cái quai mũ nó rất là dẻo. Cái độ bền tương đối ổn. Đây là nắm đấm này, nắm đấm nhựa này. Đẹp phết đấy. Nước sơ rất ổn. Còn đây là cái đế có chữ Luffy này. Ai mà không biết ấy, mình mà để trang trí ai mà không biết đến không cần phải hỏi, nhìn chữ là phải tự đọc. Không phải giới thiệu. Mà Luffy này thì quá nổi tiếng rồi, có khi nhiều người chả đọc truyện on fire nó cũng biết đến. Rồi đây mình quay đằng sau. Cái mẫu mô hình Luffy Gear 4 Snake XXL này có kích thước chiều cao là 40cm. Và với cái cân nặng xấp xỉ 2 cân của nó thì đây là một kích thước tương đối lớn, nhưng mà giá tiền thì lại rất là nhỏ. Đây là một mẫu mô hình thích hợp với các bạn chơi mô hình chất lượng tốt mà giá cả lại không cần quá cao. Rất là phù hợp đấy. Nếu mà bạn nào có nhu cầu muốn sở hữu sản phẩm thì ở dưới phần mô tả video mình lúc nào cũng có sẵn link để anh em tham khảo giá cả và đặt hàng. Tổng kết lại thì với khoảng gần 1 triệu đồng mà ngoặc đây là giá rẻ nhất của shop mình đưa ra rồi đấy nhá, thì bạn sẽ sở hữu một em Luffy rất là ngầu để trang trí góc học tập này, góc làm việc này, cực đẹp, khiến bao anh nhìn cuốn hút vào đó đấy. Và xem hết video thì các bạn đừng quên đăng ký kênh và để lại một like để ủng hộ cho
cho kênh YouTube của mình để mình có thể phát triển và có thể làm thêm những video mở hộp tiếp theo cho tất cả anh em cùng xem và chiêm ngưỡng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo nhé. Đừng quên ấn đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận thông báo và theo dõi những video tiếp theo.